Con đường này dẫn ra chợ Bình Long đấy các bạn. Đường này là đường số 1 thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Vào buổi chiều á, trên con đường này các bạn đi mới thấy vui. Bà con ta buôn bán đồ nhiều lắm luôn á. Người đi xe trên đường thôi chứ người đi chợ thôi thấy vắng quá hả. Đây là con đường đi vào bên trong chợ Bình Long này các bạn. Bà con hôm nay là buôn bán lại hết trơn luôn rồi. Vào đây mát nha, con đường này che nắng là thơm mát nè. Đây bên tay trái của màn hình cũng có bán cam nè, trái cây. Bên tay phải cũng vậy, cũng có hàng trái cây nè các bạn. Cái chợ rau cải nè, rồi quần áo. Lễ lia máy qua lại mọi người nhìn hơi chóng mặt. Vậy là nhà lòng chợ buôn bán trước đã dở, đang sửa chữa gì đó các bạn ơi. Người ta đã dở rồi nè, ta sửa chữa làm mới lại vậy. Chờ quần áo. Bán các loại trứng nè các bạn. Thường các sạp người ta để giá tiền cho mọi người mua dễ. Loại 25.000 nè, loại trứng 22. 20. Đó, lắm. Vào đây các bạn muốn đi đông đúc thì đây là khu vực đi dài ra ha, đi thẳng tới phía trước á là khu vực mà chờ bà con thường đi chợ là đông đúc nhất luôn á. Gừng với hành tỏi xả nè các bạn. Ngay chỗ này bà con đi chợ đông quá nè. Đợt này gừng thấy sao thấy ở chợ, sức sống thấy ở chợ là bán cũng nhiều á, người ta mua về để xong nè. Đây là nhà lòng chợ nè các bạn. Nhà lòng chợ thì ít có người đi vào bên trong nhà lòng chợ. Người ta thích đi bên ngoài vậy nè. Vì bên ngoài này bán đủ đồ hết trơn á. Có rau cải đủ hết trơn nè. Thấy khung cảnh chợ đông đông mình cũng mừng cho bà con ha, được buôn bán, được mưu sinh. Nhưng mà đông quá thì mọi người cũng phải cẩn thận, có biện pháp bảo vệ cho mình ha, bảo vệ sức khỏe cho mình. Xôi chè. Ở đằng trước có đông người quá luôn rồi kìa. Có lẽ như là bị kẹt xe hay sao á. Có xe bán bánh tét với bánh ít, bánh ú này nè các bạn. Dạ, chỗ này thì có lẽ đi hơi khó khăn chút xíu à. Đây bên trong
sạp, mấy cái sạp này bây giờ bị lùi vô chút xíu nên con đường này thấy nó rộng rãi hơn nè các bạn, rộng hơn thời gian trước á. Có heo quay, hàng rau cải này quá luôn rồi nè. Bên đây là nguyên một dãy bán thịt heo. Ê, thịt heo tới già đằng trước luôn nè. Chợ này lúc mà chưa dịch đông lắm đó các bạn, đông đúc. Vào ngày thứ bảy chủ nhật đó, mình vào đây là người ta đi chợ đông lắm luôn. Bây giờ thì cũng thấy đông đông vui vậy nè. Cửa hàng tạp hóa và nguyên cái dãy dài này, thịt heo không các bạn. Nè, thịt heo quá chừng đi hồi nãy cũng xa xa, bà con bán thịt heo quá. Ngay đây là cổng trước của nhà lòng chợ nè. Bây giờ mấy cái hàng cá bây giờ ta đưa ra bên ngoài bán nè. Trái cây có đủ loại ha. Đây, con đường này là vui nhất rồi các bạn. Người ta đi chợ đông lắm, hàng quá, rau cải, thịt cá bán ở đây là ngợp trời chứ á. Thì khu vực chợ này á, đồ đạc bán thì cũng giá bình dân, bà con đi chợ cũng dễ đi chợ. Đây, trái cây rau cải nhiều lắm. Khoai lang rồi bí gợ, chanh. Chanh đó thì 10.000 đồng một ký. Chanh này rẻ, ở Sài Gòn này bán khá rẻ luôn đó các bạn. Tất cả rau má nè. Bán loại nấm đó các bạn. Còn bên đây thì sạp rau cải mà bán mà còn là mua cũng đắt quá nè. Không, không, không. Coi chừng. Trồng nguyên cái máy sập rau này, này. Đây, các bạn xem nè, đủ loại rau hết trơn. Cái nào cũng ngon hết trơn, ta ơi. Thấy thèm quá ha. Đằng phía bên đây cũng có để rau với lại cá bán này các bạn. Hầu hết những hàng quá ở đây là bà con lấy từ chợ đầu mối Hóc Môn đi về đây bán á. Đây, rau cải rồi nè. Ở đây thì lại chợ đầu mối Hóc Môn thì chạy cũng một đoạn đường, nó gần hơn chợ Bình Điền, gần hơn chợ Thủ Đức. Đó, các bạn thấy không, bên ngoài này nè, người ta đi chợ, người ta chạy xe theo nên con đường nó bị chặt chọi lại như vậy á. Rau cải này mà sức mạnh luôn đó các bạn. Cô chú và các bạn á, mua ra về mình trữ trong tủ lạnh để khoảng 3-4 hôm gì đó,
ra trái cây nè, 3-4 hôm để là nó sẽ dần mắc đi cái hóa chất thuốc trừ sâu á, thuốc bảo vệ thực vật á, nó sẽ mất tác dụng á, lúc đó mình ăn nó sẽ được an tâm hơn. Vì đặc tính của các loại thuốc bảo vệ thực vật thì trong khoảng một tuần là nó bắt đầu nó phân hủy rồi, nên bà con sợ dư lượng thuốc thì mình để lâu vài hôm rồi mình ăn thì nó đỡ. Đây khô nè các bạn ơi, khô đủ rồi, khô chưa ha. Thịt heo này 85.000 đồng ký, 85, có chỗ bán 80 nha các bạn, tùy theo cái sạp bán. Phía bên tay trái của màn hình thì có bán đồ chay nè các bạn, đậu hũ. Ôi trời ơi, rau cải thì ngon quá chừng. Khổ qua 15.000 đồng ký. Này đi chậm cái xe sao bóp kèn. Khô cá dứa, khô cá tra, khô cá sặc Cần Giờ treo lủng lẳng này các bạn. Đây đó, cá tra phòng. Đặc sản Cần Giờ nha. Gà. Đây. Dạ, không có gì. Dạ. Nó đào cải quá trời luôn các bạn. Cả hai bên luôn nha, bên nào cũng có bán đồ ngập trời hết trơn. Trái cây, rau cải, quá xá luôn à. Hôm nay là gì là mừng cho bà con lắm rồi. Buôn bán như vậy là thấy cũng khá là vui rồi ha. Các bạn có thấy vui không ha? Vì là cũng mừng. Hầu hết là ai buôn bán lại người ta cũng mừng hết trơn á. Wow, đây nè các bạn ơi, chỗ này thì bắt đầu nó thông thoáng hơn tí xíu à, nhưng mà đồ đạc hàng quá đồ bán nhiều quá luôn, nhiều luôn. Đi. Ở cả hai phía đó các bạn, trái cây cũng nhiều mà rau cải cũng nhiều. Rồi đây thì các bạn sẽ mua được đủ đồ chưa? Chuối sứ với lại chuối sáp nè các bạn. Chuối sim này á, chuối sim này thường là bán là 15.000 ký. Có chỗ bán 20 tùy theo người bán nè các bạn. Mít nè, bánh tét, bánh ít nè. Ra tới ngoài đường ngoài đó là khu vực bán cá, tập trung bán cá, ngày nào cũng có bán cho các bạn. Đây nè, đây khu vực này bán nhiều loại cá. Bà con bán hàng rong đây nhiều lông nè các bạn. Rau cải cắt chợ ở Sài Gòn thì phải nói rồi, hầu như là ai cũng chọn những cái mặt hàng nào mà ngon tươi để bán chứ nó dễ bán. Rau 15.000 ký, số hết 15.000 ký. Cả chuối chiên, mẹ bánh cam, bánh cầm rồi các bạn. Đây dập bên đây. Đây xe cam. Cam 10.000 đồng ký.
Đây Sinh Sống sẽ trở lại ngay kiểu khu vực bán cá bên ngoài cho các bạn xem nha. Chỗ này nắng quá nè các bạn ơi. Buổi sáng bà con ngồi đây nắng quá. Giờ này không 7 giờ mấy, 8 giờ. Gần 8 giờ chứ 7 mấy à. Mà nắng quá. Ở đây chỗ này bán cá nè các bạn. Cá điêu hồng với lại cá hú. Cá hường biển. Đây là con đường số 3. Đây cá này quá nhiều luôn nè các bạn ơi. Cá biển rồi cá nước ngọt đó, đúng. Là tất cả thịt gà, thịt heo nè. Hai bên vỉa hè đều có bán cá với thịt luôn hết luôn nè các bạn. Chợ này thực phẩm khá là dồi dào luôn á. Hầu như là nhiều chợ thực phẩm dồi dào quá luôn. Từ rau cải, thịt cá, thức ăn đầy đủ hết trơn các bạn ơi. Đây. Cô chú và các bạn ai mà cứ ở gần gần đây thì mình thấy tiện lợi ha. Đi ra mua đồ cần gì thì có nấy nha. Đồ ăn uống và đồ tiêu dùng hàng ngày thì có đủ. Cho nên rau cải nằm trên đường số 3 này các bạn. Phía bên này thì buổi sáng thì hơi nắng ha. Hơi nắng thì bất tiện cái là rau để nó sẽ dễ bị héo hơn. Cả rau muống rồi cả bắp chuối sắp sẵn, rau nhúc, đủ loại rau hết trơn á. Qua đi qua đi. Ngoài này thì nắng quá. Đây này, trái cây rau cải rồi đầy đủ hết. Chợ này bà con đi chợ mua sắm thì cũng ổn định, cũng khá là đông. Đi chợ cũng đông đúc nên bà con buôn bán đồ ở đây cũng được đó các bạn. Nè, này, trái cây quá chừng. Đến tận đoạn đường đằng này cũng có bán thịt nữa nè. Chỗ này thì bán 75.000 đồng ký thịt heo. Đi qua tuốt đằng kia phía trước này cũng có bà con người ta bày đồ bán. Qua mà tới bên đây luôn nè các bạn ơi. Đến đây là đã hết đoạn chợ rồi. Bà con ở chợ này thì nói cũng thích đi khu vực chợ này á, vì đi ra chợ là đủ đồ hàng quá, từ rau cải, thịt cá, đồ ăn hàng ngày, mà giá cả thì bán cũng hợp lý. Thì tùy theo người bán, mà thấy người nào mà bán giá rẻ hợp lý thì bà con sẽ mua. Ở trong đây đi vào đây thì cũng có nhiều sự lựa chọn nữa, hàng quá là nhiều, nhiều người bán nên là mình mua đồ cũng dễ nữa các bạn.
Đây là con đường sức sống trở lại ngược lại á. Đây là con đường để đi vào thẳng bên trong khu vực chợ Bình Long nè các bạn. Các bạn thấy không, như vậy thì cũng chưa đông lắm á. Thời gian trước dịch á, ngay khu vực chỗ này á, người ta đi đông lắm luôn á, đông nghẹt người hết trơn á. Những gì thì cũng hơi đông, nhưng mà con đường này là hướng chạy ra đường Bình Long này các bạn. Bún rượu cua, ở đây có bún rượu cua 20k. Sức sống xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Nếu ủng hộ kênh Sức Sống thì chúc các bạn bấm like và chia sẻ cho Sức Sống nha. Xin cảm ơn rất nhiều.